Truyền thống và lễ hội ở khu phố tàu của San Francisco đã có từ gần 200 năm trước, khi những người nhập cư Trung Quốc đến và định cư tại thành phố trên bờ biển California của Hoa Kỳ này. San Su, một người gốc Hoa, đưa các con đến đây để gắn kết với cội nguồn. Chúng tôi muốn lũ trẻ biết được mình đến từ đâu và tiếp tục gìn giữ nét văn hóa truyền thống. Nằm lọt giữa các cơ sở kinh doanh của người Hoa này là Buddha Exquisite, cửa hàng của gia đình Trung, nơi một truyền thống Trung Quốc khác vẫn còn tồn tại. Người mua hàng có thể tìm mua các sản phẩm vàng mã để đốt trong nghi lễ tưởng nhớ tổ tiên. Có một vài mùa trong năm chúng tôi muốn thăm lại tổ tiên, và đây là những gì chúng tôi gửi cho họ. 24 dãy nhà của phố tàu bao gồm các cửa hàng, nhà hàng, trường học, bệnh viện và câu lạc bộ xã hội. Đây cũng là nơi du khách và các chức sắc ghé thăm. Nhưng không phải lúc nào người Trung Quốc cũng được chào đón ở San Francisco. Những người di cư Trung Quốc phải đối mặt với sự phân biệt đối xử khi người ta tìm thấy vàng dưới chân những ngọn đồi tại California vào năm 1848. Hàng ngàn người từ miền Nam Trung Quốc đối mặt với nghèo đói và nội chiến tại quê nhà đã được tuyển mộ hoặc bị dụ tới nơi được gọi với cái tên Núi Vàng để làm việc tại các khu mỏ và xây dựng các tuyến đường sắt. Những người ở lại California đã phải chịu đựng nạn phân biệt chủng tộc trong một thời gian dài. Sau khi đoạn đường sắt hoàn thành, rất nhiều người lao động gốc Hoa chuyển sang tham gia xây dựng hơn 1.700 km đê, biến vùng đồng bằng sông Sacramento thành khu vực đất nông nghiệp. Dựa trên kiến thức mang theo từ quê nhà, họ làm việc tại các trang trại và định cư ở các thị trấn dọc theo sông Sacramento. Một trong số đó là thị trấn Locke, cách San Francisco khoảng 120 km về phía đông bắc. Những người Trung Quốc tới từ tỉnh Quảng Đông đã xây dựng Locke vào năm 1915. Clarence Chu, người gốc Hồng Kông, điều hành 3 bảo tàng trong thị trấn. Khi lần đầu tiên đến Locke cách đây gần 50 năm, ông Chu đã rất ngạc nhiên về cách văn hóa truyền thống vẫn tồn tại ở đây. Tuy nhiên, đối với tôi, một người đến từ Hồng Kông và đã quá Tây hóa, tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là tôi nên học hỏi điều gì đó từ họ về văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Từng là chốn dung thân của hàng ngàn nông dân Trung Quốc, dân số tại Locke đang trên đà đi xuống. Một số người trẻ bắt đầu rời đi vì họ có cơ hội tốt hơn, học đại học, lên thành phố kiếm việc làm dễ dàng hơn. Ngày nay, những người Trung Quốc mới nhập cư đến khu vực San Francisco hầu hết là sinh viên hoặc lao động công nghệ có tay nghề cao. Nhiều người trong số họ sống hoặc làm việc ở phía nam thành phố thung lũng Silicon. Các trung tâm thương mại phục vụ người Mỹ gốc Hoa như trung tâm mua sắm này ở Cupertino có thể được tìm thấy trên khắp thung lũng Silicon. Ernie Chen làm việc ở bên kia đường tại trụ sở Apple, thường tới đây để ăn trưa. Tôi nghĩ cộng đồng người Hoa trải rộng khắp nơi, vì vậy bạn có thể tìm thấy các cửa hàng tương tự đã có ở nhiều nơi khác. Tuy nhiên, một số người Mỹ gốc Hoa vẫn quay trở lại khu phố tàu ở San Francisco để cảm nhận ý thức cộng đồng mạnh mẽ hơn và tôn vinh di sản Trung Hoa của họ.